Mỗi ngày như vậy thì anh thu nhập bao nhiêu tiền? Ngày được 7-8 nghìn. Một ngày có 7-8 nghìn thôi. Còn chị làm gì anh? Chị làm ruộng. Con năm nay con học lớp mấy? Con học lớp 9. Học lớp 9 hả? Mỗi năm như vậy thì bố mẹ may cho con mấy bộ đồ đi học? Dạ một ạ. Một bộ một hả? Đôi bộ bộ này đó hả? Vâng. Còn con gái, ai là người cho tiền con nhiều nhất? Dạ mẹ con ạ. Mẹ cho con nhiều nhất là bao nhiêu? Mẹ chỉ cho tiền đóng học thôi ạ. Rồi, cảm ơn con nhiều. Mỗi ngày thì chị đi chợ cho gia đình hết bao nhiêu tiền? Dạ, gia đình tôi hoàn cảnh rất khó khăn thì tôi mỗi ngày chỉ có mua một bìa đậu 3.000 thì phải chia làm hai bữa với ăn rau muống luộc chấm tương thôi ạ. Mỗi một ngày 4 người mà ăn có 3.000 thôi, tức là mỗi bữa có 1.500 thôi. Thật sự là quá khó khăn. Một bó rau ăn hai bữa. Bó rau thì ăn một bữa nhưng mà một bìa đậu 3.000 thì phải chia làm hai bữa. Bao nhiêu lâu chị mới ăn thịt một lần? Chỉ có ngày giỗ về ngày Tết thì phải có phải mua vài lần thịt thôi ạ. Hôm nay chúng tôi sẽ hỗ trợ chị ăn thịt một bữa cho no luôn. Chị vay ngân hàng bao nhiêu tiền? Tôi vay ngân hàng 10 triệu thì trả được 3 triệu rồi còn 7 triệu nữa. Vay từ năm nào hả chị? Vay từ năm 2005. Và bây giờ chị nợ ngân hàng 7 triệu. Chị vay tiền đó để làm gì? Vay tiền năm ý vay để mua bò, nhưng mà bò giờ nó giá cả nó rẻ quá cho nên là không có tiền để trả tiền ngân hàng ạ. Tại sao người ta lại trả bò rẻ như vậy? Chị mua con bò bao nhiêu? Mua 10 triệu. 10 triệu bây giờ người ta trả nhiêu? Năm ngoái người ta trả có 5 triệu thôi. Trời ơi, bò mua 10 triệu mà trả có 5 triệu à? Ai bán? Đúng rồi, đâu có bán được đâu. Bây giờ thì chị vẫn còn nợ ngân hàng 7 triệu đồng và bò người ta vẫn còn trả 5 triệu. Hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng mua con bò của chị 10 triệu. Hôm nay thì chị Lựu và anh Toản sẽ vượt qua hai vòng thi để xóa đi số nợ là 7 triệu đồng. Với vòng 1, nếu như vượt qua thì anh chị sẽ xóa đi 3 triệu 500 ngàn đồng với nhiệm vụ như sau. Anh Toản và con sẽ đan ba cái giỏ như thế này. Anh Toản đan ba cái và con đan ba cái. Trong vòng 1 phút 30 giây, chúng tôi muốn thấy 6 cái giỏ. 6 cái giỏ như thế này. Nếu làm được như vậy thì gia đình sẽ xóa đi số nợ là 3 triệu 500 ngàn đồng. 1 phút 30 giây đang 6 cái giỏ. Bắt đầu đang đi anh. Bên kia. Bên kia cũng đang đi. Nhanh lên. Nhanh lên con. 1 phút 30 giây 6 cái giỏ. Nhanh lên con. Tuy mới học lớp 9 nhưng em luôn luôn giúp đỡ gia đình trong tất cả mọi việc. Việc gì anh em cũng cố gắng. Tụi nhỏ làm việc tùy theo sức của mình. Và bây giờ thì hãy cố gắng làm nhanh lên nữa, bởi vì trong chương trình Vượt Lên Chính Mình chúng ta không cho phép dừng một giây nào cả. Nhanh lên con, nhanh lên rồi chạy. Bỏ vô đây. Rồi con chạy qua đây. Đúng rồi, đem cái ra. Cố lên. Còn 4 cái nữa. Cố gắng nhanh lên anh Toản. Có thể nói là áp lực rất lớn dành cho gia đình Toản, bởi vì bây giờ chúng ta cảm nhận rằng thời tiết đang rất nóng, có thể là lên 38-39 độ. Làm việc giữa trời nắng thế này cũng hơi khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng thí sinh chúng tôi sẽ cố gắng vươn lên và sẽ cố gắng chiến thắng thời gian 40 phút 30 giây. Chúng ta cùng nhau cổ động thật lớn lên nữa nào. Xin mời quý vị ta vỗ tay thật lớn lên. Cái cuối cùng đây. Cố lên anh Toản ơi. Chỉ còn chút xíu nữa thôi. Ráng chút xíu nữa. Chúng ta cố gắng chút xíu nữa lên. Nhanh lên. Còn chút xíu nữa rồi chạy đi. Rồi bên đây. Bên đây. Cố gắng lên con. Chạy nha. Chúng ta sẽ kiểm tra. 1 2 3 4 5 6. Hình như là tôi thấy hôm nay khán giả đến rất đông. Và bây giờ lãnh đạo địa phương sẽ kiểm tra đồng hồ. Xin mời anh đọc to lên dùng quyền lên nha. Xin mời. 1 phút 19 giây 28. Xin chúc mừng. 1 phút 19 giây. Như vậy là xin chúc mừng anh Toản. Tôi xin chúc mừng.
Tùy Lai sẽ trao số tiền 3.500.000 đồng cho gia đình anh Toản và chị Lựu. Xin mời ông. Một lần nữa xin chúc mừng cho anh chị. Một hành trình để đi xóa nợ 7.000.000 đồng, chúng ta đã đi được một nửa và giờ đây thì anh chị vẫn nợ ngân hàng 3.500.000 đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 2 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Vượt Lên Chính Mình và hôm nay sẽ là trò chơi dành cho học sinh tại địa phương với trò chơi Đôi Hy Vạn Dặm. Trò chơi như sau, đây là Đôi Hy và ba học sinh cùng với thầy giáo, chúng ta sẽ mang Đôi Hy này vào. Chúng ta bước lên vạch mức phía kia và bước trở ngược về và bước lên một lần nữa. Lần thứ ba, đội nào chạm mức trước, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Và các bạn ơi, hôm nay đội nào sẽ về nhất đây các bạn? Ủa, bên đây sẽ tùy like nữa. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Đi nè các bạn, đi nhanh lên. Tùy like và Thượng Lâm. Đúng rồi, có chừng 2, đứng dậy. Đứng dậy, rồi quay. Quay đi, cố lên. Cố lên, tùy đó nè. Đứng dậy, rồi đi qua. Từ từ thôi, đứng dậy. Đứng dậy, tùy like, cố lên. Tùy like, cố lên. Bước qua đúng rồi. Bước chậm chậm thôi, chậm chậm thôi. Đúng rồi, cố lên Tùy Lai. Có chân ngã, cố lên. Đây, cố lên. Rồi, đi qua. Đi qua, đúng rồi. Lên, Tùy Lai, cố lên. Tùy Lai, cố lên. Đứng dậy luôn. Tùy Lai, cố lên. Tùy Lai, cố lên. Tùy Lai, wow. Wow. Và như vậy là đội Tùy Lai đã về nhất từ ngày hôm nay. Xin chúc mừng đội Tùy Lai. Tôi kính mời đại diện của hai trường sẽ phát quà cho các em với trò chơi Đôi Hy Vạn Dặm. Một lần nữa chúng ta vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho hai trường. Chúng tôi kính mời bà Mai Thị Kiềm, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, sẽ trao 1.500.000 đồng cho trường Thượng Lâm và 2.500.000 đồng thuộc về trường Trung học Cơ sở Tuy Lai. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 2 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Bây giờ thì vòng 2, gia đình của chị Lựu và anh Toản có nhiệm vụ như sau. Đang cửa sổ lồng chim, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thị Trinh là hai người con của anh chị sẽ có nhiệm vụ đang 12 cái cửa sổ lồng chim thế này. Chị Lựu có nhiệm vụ chạy thật nhanh đem từng cái cửa sổ qua cho anh Toản, ráp vào cái lồng chim thế này. Đấy, lắp vào. Sau 1 phút 30 giây, chúng tôi muốn thấy 12 cái lồng chim có đủ cửa sổ nằm ở phía vị trí bên anh Toản. Đây. 1 phút 30 giây đang 12 cửa sổ lồng chim và ráp luôn 12 cửa sổ. Đối với gia đình anh Toản và chị Lựu. Bắt đầu đá đi con. Đang nhanh lên. Rồi lấy ra. Đang nhanh lên. 1 phút 30 giây 12 cái cửa sổ lồng chim. Một công việc không đơn giản chút xíu nào cả. Và như vậy là với bàn tay thoăn thoắt của em Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thôi, hai cửa sổ rồi. Nhanh lên chạy, chị chạy nhanh lên nữa. Và bên kia thì không biết anh Tuấn có đáp xong chưa. Chúng ta hãy chờ xem anh Toản đáp tới đâu rồi. Mấy cái rồi? 4 cái rồi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 cái rồi. 5 cái rồi, còn 7 cái nữa. Nhanh lên nữa anh Tuấn. Nhanh lên. 2, 4, 6. Còn 6 cái cửa sổ lồng chim nữa. Ở bên đây còn mấy cái nữa? Bên đây còn 1, 2, 3, 4. Còn 5 cái nữa. Nhanh lên nữa con ơi. Còn 2 cái nữa. Cố lên. Còn 2 cái nữa. Cố lên, nhanh lên nữa. Nhanh lên. Đâu rồi? Đâu rồi? Đang luôn. Đang 2 cái luôn. Đang nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Nhanh lên. Nhanh luôn, 2 cái luôn. Rồi. Chạy nhanh qua cho bố. Nhanh lên. Đáp vào. Đáp vào nhanh lên. Đáp vào đi. Đáp đại vào. Cố gắng nhanh lên nữa.
rồi. Chúng ta kiểm tra xem nhé. 1 2 3 4 5 11 12. Đồng hồ mới là quan trọng. Chiếc đồng hồ sẽ dừng lại 1 phút bao nhiêu giây đây? Chúng ta chờ xem. Anh sẽ đọc to lên nhé. Xem đồng hồ dừng lại bao nhiêu. Xin mời. 1 phút 52 giây. 1 phút 52 giây. Như vậy thì nghĩa là sao anh? Không được ạ. Như vậy là không được. Có nghĩa là gia đình của anh Toản và chị Lựu đã không vượt qua vòng 2. Số nợ 3.500.000 đồng còn lại vẫn còn lại của ngân hàng. Và không sao, anh chị vẫn còn được bước vào vòng cấp 4. Hy vọng rằng ở vòng cấp 4 anh chị sẽ vượt qua, gặp nhiều may mắn để tiếp tục xóa đi số nợ còn nợ lại của ngân hàng. Chúng tôi chúc anh chị như vậy.